dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Cuộc bóng vàng Việt Nam 2019 khó thoát khỏi tay của Hùng Dũng. Với những đóng góp không biết mệt mỏi cho bóng đá Việt Nam trong những năm vừa qua, danh hiệu của bóng vàng khó thoát khỏi tay của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Và tối ngày 26 tháng 5, buổi lễ trao giải của bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ được diễn ra. Đây là thời điểm để tìm ra cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua. Năm cái tên có trong danh sách đề cử đều là những cầu thủ có phong độ xuất sắc và có đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Đó là Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải. So với các đối thủ trong danh sách rút gọn cho ứng viên của bóng vàng Việt Nam 2019, rõ ràng Hùng Dũng chiếm ưu thế hơn cả. Tầm ảnh hưởng của Hùng Dũng được thể hiện rất rõ ở các đội tuyển quốc gia và cấp câu lạc bộ. Dù ở bất cứ đội hình nào, giải đấu nào, Hùng Dũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh cũng là một trong số những cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong năm vừa qua. Tiền vệ của Hà Nội FC là một trong hai cầu thủ quá tuổi được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng tại SEA Games 30 vừa qua. Trên đất Philippines, Hùng Dũng đã không phụ sự kỳ vọng của thầy Park khi thi đấu xuất sắc với vai trò nhạc trưởng, góp công lớn giúp đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử đoạt huy chương vàng SEA Games sau 60 năm. Tại tuyển Việt Nam, Hùng Dũng cũng là nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của ông Park Hang-seo tại Asian Cup 2019 hay vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Sự cơ động thông minh trong lối chơi của tiền vệ Hà Nội FC giúp tuyến giữa của tuyển Việt Nam trở nên chắc chắn nhưng không kém phần linh hoạt. Còn ở cấp câu lạc bộ, Hùng Dũng đóng vai trò là người hùng thầm lặng, là hậu phương vững chắc để Quang Hải hay Văn Quyết ở tuyến trên tỏa sáng. Đây chính là yếu tố quyết định giúp Hà Nội FC giành chức vô địch V-League 2019 cũng như lọt vào chung kết liên khu vực của AFC Cup 2019. Trong khi đó, đối thủ số 1 của Hùng Dũng là Quang Hải có phần hụt hơi vào cuối năm. Ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam gặp chấn thương và bỏ lỡ những trận đấu quan trọng tại SEA Games 30 vừa qua. Đây là điểm bất lợi để Hải Con cạnh tranh với đàn anh tại Hà Nội FC. Với tất cả những ưu thế đóng góp quan trọng trên, nhiều người tin rằng danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2019 khó có thể thoát khỏi tay của Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng, Quang Hải, bộ đôi quái vật của bóng đá Việt Nam. Giành đủ danh hiệu từ cấp câu lạc bộ cho đến các đội tuyển quốc gia, thi đấu với số trận không tưởng trong cả năm 2019, Hùng Dũng và Quang Hải xứng đáng là hai con quái vật của bóng đá Việt Nam trong năm qua. Những cầu thủ không phổi. Rất lâu rồi danh hiệu của bóng vàng Việt Nam dành cho cầu thủ nam trở nên khó đoán như vậy, bởi cả Trọng Hoàng, Văn Quyết, Văn Hậu, Quang Hải lẫn Hùng Dũng trải qua một năm 2019 thành công. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh từ cấp độ tuyển quốc gia cho đến câu lạc bộ một cách toàn vẹn, ba cầu thủ Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng là nổi trội hơn so với hai người đàn anh của mình, bởi họ giành cú đúp vô địch quốc nội với Hà Nội FC, giành huy chương vàng SEA Games hay trước đó là đưa tuyển Việt Nam lọt vào top 8 Asian Cup vào đầu năm ngoái. Trong khi đó, Văn Quyết dù bùng nổ ở Hà Nội FC và đóng góp rất lớn vào hai chiếc vô địch V-League, cúp quốc gia, cũng như vào đến top 4 đội mạnh nhất AFC Cup, nhưng việc không có mặt trên tuyển Việt Nam khiến anh bị lép vế hơn so với những cầu thủ đàn em của mình. Tương tự Trọng Hoàng chơi nổi bật ở tuyển quốc gia, với việc đóng góp lớn ở Asian Cup và SEA Games, nhưng ở cấp câu lạc bộ, thành tích của anh cùng Viettel lại khiêm tốn. Chưa kể, Trọng Hoàng còn mất giai đoạn lượt đi V-League vì không kịp vào danh sách đăng ký của Viettel. Nhìn vào ba cầu thủ Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải có số trận nổi trội hơn so với Văn Hậu, phải dành thời gian tìm lại vị trí khi sang Heerenveen chơi bóng. Xét về mức độ đóng góp ở cấp câu lạc bộ ở giai đoạn cuối mùa, Hùng Dũng, Quang Hải hẳn nhiên trội hơn so với Văn Hậu. Thống kê từ 7 mặt trận khác nhau ở cấp câu lạc bộ và tuyển quốc gia, người ta thấy Hùng Dũng và Quang Hải như những người không phổi như thế nào. Trong năm 2019, Hùng Dũng thi đấu đến 62 trận, 5.181 phút. Trong khi đó, Quang Hải cũng chơi 57 trận, 4.772 phút từ cấp câu lạc bộ đến tuyển quốc gia. Đó là con số ấn tượng với bóng đá Việt Nam. Hùng Dũng hay Quang Hải? Dựa trên đánh giá về sự đóng góp, Hùng Dũng và Quang Hải hiển nhiên là hai ứng viên nặng ký cho danh hiệu của bóng vàng Việt Nam. Câu hỏi đặt ra rằng Quang Hải có thể có lần thứ hai liên tiếp giành quả bóng vàng hay Hùng Dũng sẽ có lần đầu tiên đoạt được thành tích ấn tượng này sau một năm 2019 bùng nổ. Trên thực tế, ngay cả với những huấn luyện viên, quan điểm lựa chọn ai trong số hai cầu thủ này có sự trái chiều. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng bên phía Dược Nam Hà Nam Định lựa chọn Quang Hải.
Trong khi đó, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đánh giá Hùng Dũng mới là xuất sắc nhất. Hai cầu thủ này dành cho nhau sự tôn trọng, nhường nhịn nhau trong cuộc đua hướng đến danh hiệu cá nhân. Xét riêng với hai cầu thủ này, họ chia ra làm hai giai đoạn bùng nổ của năm 2019. Với Quang Hải, màn trình diễn ấn tượng mà trong đó là cú sút phạt đẳng cấp tung lưới J-Man ở Asian Cup 2019 là sự nổi bật. Tuy nhiên, về cuối năm 2019, do chấn thương trong trận đấu với U22 Singapore mà Quang Hải không thể hiện sự xuất sắc của mình tại SEA Games. Đó là thời điểm để Hùng Dũng tung ra cú nước rút, đóng vai trò như một cầu thủ quan trọng bậc nhất trong hành trình hướng đến huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Giữa hai điểm đầu và cuối của năm 2019, cả hai đều chơi tốt từ cấp câu lạc bộ đến tuyển quốc gia. Tất nhiên, với việc được đá trên hàng công thường trực, Quang Hải ghi nhiều bàn thắng kiến tạo hơn. 12 bàn, 14 kiến tạo so với 4 bàn và 6 kiến tạo Hùng Dũng. Tuy nhiên, đó chỉ là khía cạnh trên hàng công. Xét về việc tổ chức ở hàng tiền vệ và mặt phòng ngự, Hùng Dũng đương nhiên nổi bật hơn người em của mình ở Hà Nội FC. Và vào lúc 20 giờ tối nay, chủ nhân của bóng vàng Việt Nam được sướng lên. Khi ấy, cuộc đua giữa Quang Hải Hùng Dũng vốn đã trì hoãn suốt 5 tháng qua sẽ được ngã ngũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.